Rồi, ok, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với tựa game siêu thần thú mobile. Sau khi mà nhập gift code nhiều vào, kèm theo đó là cày cuốc một xíu thì mình cũng có một cái lượng vé quay X10 khá là nhiều. Và video này thì chúng ta sẽ cùng đi quay X10 cái tựa game này xem thế nào nhá. Ngoài ra thì mình cũng sẽ hướng dẫn anh em cách lập team như thế nào khi mà chúng ta đã triệu hồi được rất là nhiều lần X10 em ạ. Chúng ta triệu hồi được nhiều lần X10 thì chúng ta mới có thể định hình được những cái con Pokemon mà anh em muốn chơi. Rồi, ok, không nói nhiều nữa, quay luôn X10 cho nó máu. Sóng chờ lắm để mà quay X10 anh em ạ. Click vào cái phần bắt dã ngoại, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng vé để mà đi bắt Pokemon em nhá. Hiện tại thì đang có 18 cái vé thường, bắt 5 lần đầu tiên xem thế nào đã. Để xem là cái bắt thường này nó tỉ lệ ra những em như thế nào. Có một em C. Cái này như là không biết có cái tỉ lệ mà nó ra được những cái em A không nhỉ? Xem nào, để xem ra em nào đây. Chúng ta có toàn C thôi anh em ạ. Đa số là C. Những em nào trùng thì nó sẽ ra cái điểm khác. Thêm được em nào không? Nhanh nào. Đâu rồi? Có bóng đáp vào trong bụi mất luôn à? Game nàng quá. Đến bây giờ vẫn còn nàng thế này. Toàn mạng rồi. Rồi, ok. Còn 3 viên nữa đáp lốt thì cho nó máu này. 1, 2, 3, rồi 1 MB. Ok, tiếp tục bật đến Ultra Ball. Ultra Ball ở đây hiện tại mình đang có đến 19 cái vé nha, 19 cái quả bóng. Bắt 10 viên đầu đã. Xem là ra lại được em S Plus nào hay không nhỉ. S cộng nào, ngon quá. Một em A này, B này, A này, B này. Ôi rồi S này. Không được em S, S cộng nào à. Ok, thế là ổn rồi. Sổ tay của chúng ta có cái quần què gì không? Không biết có cái event gì không nhỉ? Không biết là có cái event khi mà chúng ta đi triệu hồi thì nó có cho thêm anh em được cái gì không? Ở phần phúc lợi có event này, thánh bắt này. Thánh bắt anh em ạ, nhận được một ít quà đây. Bắt nhiều phết mà ít quà thế nhỉ? Nhiệm vụ có thêm cho được em bóng thường à? Bóng thường lấy làm gì? Chúng ta sẽ tiếp tục vào bắt dã ngoại tiếp với 9 Ultra Ball. Bắt nha. Mình sẽ mua thêm một em nữa cho nó 10. Bắt luôn 10 lần. Thả này. Mình sẽ dùng lốt cái 5K96 kim cương này quay xem thế nào nha. Được một em S mới. Không được em S Plus nào à. Ở cái phần đó là giảm giá VIP của chúng ta đang có bán 1.600 mua được 10 quả bóng này. Mua được 4 lần với VIP 0 của chúng ta. Mình sẽ mua hết, không biết có đủ hay không để mà mua hết 4 lần này nhé. Thiếu kim cương rồi. Thiếu mình chỉ mua được 3 lần thôi, còn những cái lần khác thì tích dần để mà mua tiếp anh em nhá. Rồi mình sẽ có thêm được 3 lần quay X10 nữa. Đang có 30 bóng này. Bắt luôn. Thả ra nào. Ra được em nào S Plus đi xem nào. Bóng S Plus quá. Một em A này. Raichu này. Chúng ta có rồi. Ok, một em S. Chứ không được em S Plus nào. S Plus thì có vẻ hơi khó. Bắt 3 lần bóng thường để xem thế nào nha. Ok. Tiếp tục thả bóng tiếp theo này. Ồ, được một em S nữa. Ồ, em S Plus này. Em rùa, em cóc. Rồi, ok, S Plus luôn. Ngon quá, được một em S với một em S Plus nha. Tiếp tục thả 10 viên nữa. Thả 10 quả bóng nữa. Có được gì hay không? Được một em S nữa. Ui, trùng nhiều thế nhỉ. Trùng nhiều thế này có vẻ ngon này anh em ơi. Sổ tay của chúng ta tiếp tục tăng cấp lên. Ok, và mình đã quay hết được số lần quay bóng của mình hiện tại. Quay hết rồi đó anh em ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi định hình cái đội hình của chúng ta nó sẽ như thế nào. Để mà cho anh em có thể là chơi cái tựa game này nó dễ dàng hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ định hình cái đội hình như nào. Đối với những anh em không nạp hay là nạp ít chẳng hạn thì chúng ta sẽ đừng có lên chơi quá nhiều S nha. Đừng nên chơi quá nhiều S mà anh em hãy tập trung nhiều vào những em A. Ở đây nó có cái hay ở chỗ đó là khi mà anh em quay ra được những cái nhân vật trùng nhau ấy thì nó sẽ có thể là tiến sao nó lên cao hơn nhá. Tiến sao nó lên cao hơn, ví dụ như là em này ở đây thì hiện tại mình có thể là thức tỉnh nó lên này. Mình sẽ dùng một em trùng, sau đó thì dùng thêm những cái em A khác. Em A 4 sao khác nhá. Đấy là đối với S thôi, còn những cái em dưới, ví dụ như là em A ở đây chẳng hạn, thì chúng ta sẽ sử dụng gì để thức tỉnh.
Ở đây có một em này, có một em này dùng được cả B này. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng những em B khác đấy để mà có thể là đi thức tỉnh nhân vật của chúng ta lên nhá. Những cái con Pokemon của chúng ta trùng nhau lên. Đấy thì anh em đừng có ham hố quá nhiều S. Những cái em A mà sao nó cao thức tỉnh nó lên được ấy thì chúng ta sẽ có cái sức mạnh nó khá là ngon so với những cái em S mà nó chỉ có 4 sao thôi. Ví dụ như là mình sẽ thử đi thức tỉnh em Raichu để lên xem thế nào nhá. Có lên thức tỉnh em Raichu này không nhỉ? Ở đây nó có một cái viên đá, có một cái viên đá giúp mình có thể là thay thế những cái em Pokemon trùng nhau để mà có thể là thức tỉnh được. Không biết là nên lựa chọn Raichu hay là lựa chọn em nào đây. Ở đây có em nào trùng nữa không nhỉ? Đây có một em A này cũng ngon này. Mình sẽ sử dụng em này để thức tỉnh nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng những cái em B. Lưu ý là anh em đừng có tách quá nhiều những cái em B đấy nha. Đừng có phá những em B quá nhiều. Mình sẽ thức tỉnh lên luôn này. Đó, thức tỉnh lên nha. Chờ một xíu lang thế nhỉ. Đây, mình đã thức tỉnh nó lên rồi nha. Thức tỉnh nó lên rồi anh em ạ. Đó, thì lên cái lực chiến rất là nhiều, lên cái điểm thông số rất là nhiều. Anh em thấy không? Thức tỉnh được em nó lên cực kỳ ngon luôn. Do đó là đừng có ham hố quá nhiều những cái em S. Những em Pokemon ở đây thì nó sẽ có những cái vai trò khác nhau. Ví dụ như là tấn công này, chúng ta có thêm đó là hỗ trợ, chúng ta có thêm đó là tấn công. Thì cái đội hình của anh em build như nào cho nó chuẩn chỉnh nhất. Có em hỗ trợ, có em sát thương. Nói chung là những cái dòng game Pokemon ấy thường thì nó sẽ có cái kiểu khắc hệ nhau. Một cái đội hình của chúng ta thì sẽ có 6 nhân vật, 6 con Pokemon lên trận. Và chúng ta sẽ build cái đội hình đó là thêm được khoảng tầm 2 em tấn công, một em hỗ trợ, hoặc là hai em hỗ trợ cũng được, và thêm được cả tanh nữa nha, thêm được cả cái đây tanker nữa này. Đâu rồi, em tanker của mình nó mất rồi. Đây phòng thủ nha. Thì phân loại cho nó hợp lý, có thủ, có sát thương, đấy có hỗ trợ thì đội hình của chúng ta nó rất là ngon. Có cái kiểu mà build theo cái kiểu là khắc hệ nhau, ví dụ như là nửa với nước ấy, thì anh em sẽ xem cái trận đấu đó có những cái em nào bên địch, có những cái em nào thì em sẽ build cái đội hình của anh em để mà khắc cái hệ của cái bên địch, để mà giúp cho ta có thể là có một cái trận đấu nó dễ dàng hơn và gây sát thương cho đối phương nó cao hơn anh em nha. Mình sẽ đi nâng cấp thêm thức tỉnh em nào nữa anh em ơi. Bên là thức tỉnh em nào đây. Em này thì mình sẽ thức tỉnh lên nha. Thức tỉnh lên tiếp tại vì đang có một em nữa này. Ở đây đang có thêm một và đâu nữa nhỉ? Và hai đi. Ok. Sau đó thì mình sẽ thức tỉnh lên nha. Làng quá anh em ạ. Tỉnh chậm ghê ấy. Đây nè. Rồi ok. Đã thức tỉnh lên cấp 2. Body cấp 2. Ok. Như cái đội hình của mình hiện tại ở đây thì mình đang bớt đến 3 công. Đến 3 công nha. 1, 2 và 3 công. Ở đây mình chơi thêm 2 trợ và một em thủ nữa anh em ạ. Không thể nào thiếu thủ được. Ở đây còn dư một em nữa, một em bậc S nữa nhưng mà vẫn là trợ. Ba trợ ở đây thì hơi căng và mình sẽ thiếu tanh, nên do đó là mình sẽ bỏ một em phẩm A vào đây để mà có thể là thành trợ thủ em nhá, thành thủ, thành tanh đấy. Đó thì cái đội hình của chúng ta sẽ build như thế. Những em nào mạnh nhất thì cho vào hàng trước cho mình. Nói chung là còn phải tùy theo cái phần khắc hệ nữa. Ví dụ ở đây đó là nước này thì nó sẽ khắc hệ với độc này, bóng tối ở đây nó cũng sẽ khắc hệ với độc. Do đó là một em tanh ở bên mình thì nó sẽ có cái sát thương cao hơn so với cái em trợ bên đối diện này nha. Và một em hệ nước nữa cũng sẽ khắc hệ với em cỏ bên kia. Do đó là cái sát thương từ em này sẽ gây sát thương cao hơn cho cái đối phương ở đối diện. Ví dụ như là cái em nửa ở đây này. Ví dụ như là cái em nửa ở đây nhá. Em tra ra nửa ở đây này. Thì mình sẽ bỏ em X. Mình sẽ bỏ em X. Đấy, sau đó thì đối diện với cái em nửa đó, nước với lửa thì bên em X của mình nó sẽ tăng cái sát thương cao hơn so với cái em nửa và gây sát thương cao hơn so với em nửa nhá. Đó thì chúng ta có thể là khắc hệ nhau như thế. Ok, test thử luôn nha, khiêu chiến thử xem thế nào nha. Ok. Test thử cái này luôn. Cái trận thắng của chúng ta ở một cái trận đấu là nó quyết định rất là nhiều ở cái phần khắc hệ và cách mà anh em xếp cái đội hình. Sát thương này. Đó. Trận đấu rất là dễ dàng khi mà chúng ta có được những cái phần khắc hệ nhau. Rồi ok, và đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay. Quay x10 khoảng tầm 5 hay 60 lần gì đó để mà cho anh em xem cái tỷ lệ mà raid ra Pokemon trong cái tựa game này như thế nào. Ra những cái Pokemon hạng S hay là hạng S Plus, hạng S cộng ấy, thì cái tỷ lệ của nó có ok hay không. Kèm theo đó là hướng dẫn cho anh em cơ bản về cái vấn đề đội hình.
về cái vấn đề đội hình của anh em như thế nào nhá. Chơi Pokemon như thế nào, có nên chơi quá nhiều S hay là S Plus hay không? Những em A thì ta có nên bỏ hay không thì mình cũng đã chỉ hết cho anh em rồi. Lưu ý là đừng có phá những cái em B quá nhiều nha. Đừng có phá em B quá nhiều, em C thì phá được chứ em B thì đừng có phá quá nhiều. Anh em sẽ sử dụng những cái em B để mà có thể là thức tỉnh, để mà thức tỉnh những cái con Pokemon này nhá. Mình sẽ còn nhiều những cái video về cái tựa game siêu thần thú mobile này. Rất là mong em ủng hộ bằng cách ấn đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để mà không bỏ lỡ bất cứ những cái video mới nhất nào từ kênh Divo Game về tựa game này nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em vào các video tiếp theo. Bye bye.